Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự hôm nay, thứ tư ngày 21 tháng 6 năm 2023 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay, ngày 21 tháng 6 là ngày báo chí cách mạng Việt Nam. Ngày này 98 năm trước, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã sáng lập ra báo Thanh Niên, mở ra nền báo chí cách mạng Việt Nam. Nhân ngày kỷ niệm này, Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin trân trọng gửi lời cảm ơn tới các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các cơ quan, đơn vị, địa phương, các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đã tạo điều kiện, phối hợp và giúp đỡ cho công tác tuyên truyền của Đài trong thời gian qua. Cũng xin được tri ân những tình cảm yêu mến, sự quan tâm theo dõi của quý vị khán thính giả đối với các chương trình của Đài. Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên mong muốn sẽ tiếp tục đón nhận được sự đồng hành của quý vị và các bạn trong thời gian tới. Trong chương trình thời sự ngày hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chúc mừng các cơ quan báo chí của tỉnh và trung ương đóng trên địa bàn tỉnh nhân kỷ niệm 98 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam. Báo chí Hưng Yên luôn đồng hành cùng các chủ trương lớn của tỉnh, nhất là công tác giải phóng mặt bằng trong thời gian qua. Tập đoàn Power China tìm hiểu môi trường đầu tư tại Hưng Yên. Tình trạng vỡ đường ống nước sạch xảy ra tại nhiều khu dân cư trong thời gian qua, trách nhiệm thuộc về doanh nghiệp, người dân hay chính quyền địa phương? Nhân kỷ niệm 98 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2023, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã đến chúc mừng Ban tuyên giáo tỉnh ủy, cơ quan định hướng tuyên truyền cùng các cơ quan báo chí của tỉnh và cơ quan báo chí trung ương đóng trên địa bàn tỉnh. Đến chúc mừng Ban tuyên giáo tỉnh ủy, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa ghi nhận những nỗ lực của tập thể Ban tuyên giáo tỉnh ủy thời gian qua đã thực hiện có hiệu quả công tác tham mưu, giúp việc cho tỉnh ủy, lãnh đạo về công tác tuyên giáo, thông tin tuyên truyền. Đồng chí nhấn mạnh, Đảng ta luôn xác định tuyên giáo là một trong năm phương thức lãnh đạo của Đảng. Trong bối cảnh phát triển của Internet và xã hội thông tin như hiện nay, để làm tốt vai trò chức năng nhiệm vụ, Ban tuyên giáo tỉnh ủy cần tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác học tập, phổ biến, quán triệt và tuyên truyền các chủ trương, đường lối, nghị quyết, chỉ thị của Đảng gắn với thực tiễn đời sống của nhân dân, có phương pháp mới và kênh thông tin để nắm bắt dư luận xã hội hiệu quả hơn. Đánh giá được kết quả thực hiện nghị quyết các cấp, làm tốt công tác đấu tranh phòng chống thông tin xấu độc, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Tôi rất là chăn trở. Đến chúc mừng cán bộ phóng viên, biên tập viên, người lao động báo Hưng Yên, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy nhấn mạnh, báo Hưng Yên đã có đóng góp quan trọng tuyên truyền kịp thời chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước trong thực hiện các phong trào thi đua. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy yêu cầu báo Hưng Yên phải luôn coi trọng tính định hướng của báo Đảng địa phương, không ngừng đổi mới, năng động bám sát thực tiễn thông tin một cách nhanh nhạy, các sự kiện thời sự, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, những thành tựu phát triển kinh tế xã hội, việc triển khai thực hiện và các thành tựu qua nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp, đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm đang triển khai trên địa bàn tỉnh. Tặng hoa và chúc mừng cán bộ phóng viên cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại Hưng Yên, đồng chí Bí thư tỉnh ủy ghi nhận và cảm ơn những nỗ lực của tập thể cán bộ phóng viên cơ quan thường trú đã góp phần cùng tỉnh thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội. Đồng chí mong muốn cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại Hưng Yên phối hợp chặt chẽ cùng các cơ quan báo chí trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thực hiện các chỉ thị nghị quyết của Trung ương, của tỉnh và các nhiệm vụ đã đề ra, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra. Đồng chí Trần Quốc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đến tặng hoa chúc mừng Hội Nhà báo và Hội Văn học Nghệ thuật Hưng Yên. Đồng chí chúc các cơ quan hội luôn hoạt động hiệu lực, hiệu quả, bám sát các chủ trương, chính sách của Đảng và Trung ương, tăng cường xây dựng, tổ chức các hoạt động chuyên môn với chủ đề, chủ điểm đa dạng và thiết thực cho công tác phát triển báo chí và văn học nghệ thuật. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu hai cơ quan tiếp tục nâng cao công tác chuyên môn, nghiệp vụ, phát triển đội ngũ hội viên cả về chất lượng và số lượng, qua đó đẩy mạnh hiệu quả công tác tuyên truyền, tạo cầu nối giữa nhân dân và lãnh đạo các cấp, thể hiện vai trò của các nhà báo đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh. Đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đến chúc mừng Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên, cơ quan thường trú Báo Nhân dân tại Hưng Yên. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ghi nhận những đóng góp của các cơ quan vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, đồng thời yêu cầu các cơ quan báo chí tiếp tục nỗ lực hơn nữa trong đổi mới hoạt động chuyên môn, cùng các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền với phương châm trung thực, khách quan, khoa học. Đội ngũ cán bộ phóng viên, biên tập viên
người lao động luôn đoàn kết, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp, sáng tạo những tác phẩm báo chí chất lượng, mang hơi thở cuộc sống, phản ánh toàn diện các lĩnh vực đời sống, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên và Báo Hưng Yên đã bám sát nhiệm vụ chính trị được giao, tập trung tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước, định hướng lớn của tỉnh Hưng Yên trong phát triển kinh tế xã hội được đông đảo công chúng, độc giả, khán thính giả đón nhận. Báo Hưng Yên đã có những cái tầm phát triển ngày càng phát triển tốt hơn, tức là đa dạng hơn. Bởi vì là trong các cái nội dung chương trình thì nó sát thực với người dân, vừa ngắn gọn, vừa đầy đủ và dễ hiểu, người dân nghiên cứu thì cũng thấy rằng là cập nhật tốt. Thời gian gần đây Đài Truyền hình Hưng Yên đã có rất nhiều thay đổi, rất là hấp dẫn và có nhiều cái nội dung rất là sáng tạo, thu hút được người xem. Đặc biệt đối với ngành giáo dục thì chương trình của Đài Truyền hình Hưng Yên đã tuyên truyền, đã thông báo những cái chủ trương của ngành, rồi những gương giáo viên, học sinh điển hình, xuất sắc, học giỏi trong các phong trào thi đua và trong các cuộc thi. Và Đài Truyền hình Hưng Yên cũng tổ chức được rất nhiều cái cuộc thi cho học sinh, sinh viên. Đặc biệt ấn tượng với tôi nhất là chương trình Thắp Sáng Tài Năng Xứ Nhãn, thu hút được rất nhiều học sinh tham gia, rất là sôi nổi, rất là ấn tượng. Qua theo dõi Đài Truyền hình Hưng Yên, chúng tôi thấy rằng các cái chương trình của các đồng chí là rất phù hợp và nó đã mang đến cái món ăn tinh thần cho đại đa số nhân dân và đặc biệt là đối với lực lượng cựu chiến binh chúng tôi. Tôi thì thường xuyên xem các chương trình của Đài Truyền hình Hưng Yên. Thì tôi thấy là Đài Truyền hình Hưng Yên thì cập nhật rất là nhiều những cái thông tin hữu ích, bổ ích cho người dân chúng tôi. Nhiều những cái chương trình văn hóa, văn nghệ đặc sắc và hình ảnh thì rất là rõ nét. Tôi cũng mong là Đài Truyền hình Hưng Yên thì ngày càng đưa nhiều những cái thông tin, những cái công nghệ nhiều hơn nữa để cho người dân chúng tôi thường xuyên để cập nhật và tìm hiểu. Những năm qua, công tác tuyên truyền vận động để giải phóng mặt bằng cho các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh Hưng Yên luôn được các cơ quan báo chí tuyên truyền, sáng tạo, góp phần quan trọng trong việc đẩy nhanh tiến độ dự án, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Phóng sự được thực hiện nhân kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6. Giải phóng mặt bằng là khâu quyết định đến tiến độ triển khai dự án. Xác định được điều đó, Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên đã phát huy vai trò tuyên truyền trong công tác giải phóng mặt bằng, tháo nút thắt triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các dự án đầu tư phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh, trong thời gian qua, rất nhiều dự án công trình trọng điểm triển khai xây dựng và đi vào hoạt động. Đặc biệt để góp phần thực hiện tốt dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội qua địa bàn tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên cùng các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh đã tập trung thông tin tuyên truyền về dự án đến cán bộ, đảng viên, nhân dân. Mặc dù mới triển khai, nhưng đến nay các địa phương thuộc vùng ảnh hưởng của dự án đã hoàn thành việc kiểm đếm, lập phê duyệt phương án bồi thường giải phóng mặt bằng và tổ chức chi trả tiền hỗ trợ bồi thường cho nhân dân. Dự kiến, đến ngày 30 tháng 6, bàn giao được trên 70% diện tích giải phóng mặt bằng cho nhà đầu tư triển khai thi công dự án. Sở Giao thông Vận tải đã phù hợp tích cực với các cơ quan thông tin báo chí, đặc biệt là Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh tuyên truyền về quy hoạch hệ thống kết nối và đặc biệt là các dự án giao thông trọng điểm, một trong những dự án đáng chú ý đó chính là dự án đường vành đai 4. Dự án cụm công nghiệp Phạm Ngũ Lão Nghĩa Dân có diện tích 75 ha là cụm công nghiệp dẫn đầu trong công tác chuẩn bị đầu tư, bồi thường giải phóng mặt bằng và khởi công vào tháng 3 năm 2023. Để có được cái kết quả như vậy thì cũng rất là nhiều yếu tố đóng góp vào, nhưng mà trong đó thì cái sự công tác tuyên truyền vận động và đặc biệt là những cái sự đưa tin hay là của báo chí thì rất là quan trọng, tạo sự đồng lòng người dân về trong quá trình ủng hộ cái quá trình thực hiện của dự án, đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng. Cùng với đó, các cơ quan báo chí trong tỉnh còn phát huy tốt vai trò tuyên truyền để giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án đô thị. Đơn cử, sự hình thành các khu đô thị lớn trên địa bàn huyện Văn Giang với diện tích hàng nghìn hecta như khu đô thị Ecopark, dự án đầu tư xây dựng hạ tầng khu đô thị thương mại du lịch Văn Giang, khu đô thị Đại An, khu đô thị sinh thái Ocean Park, dự án khu đô thị nhà vườn sinh thái và dự án phát triển đô thị khác có dấu ấn quan trọng của các cơ quan báo chí trong công tác tuyên truyền vận động để giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án. Vai trò của báo chí rất quan trọng. Đồng là họ đi cùng chúng tôi tuyên truyền các chủ trương chính sách của nhà nước, của Đảng và Nhà nước, của chính quyền địa phương, của tỉnh Hưng Yên về công tác về thu hồi và giải phóng mặt bằng.
hỗ trợ tái định cư và các công tác khác. Các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh thì trong thời gian qua cũng đã đồng hành, hỗ trợ, tạo điều kiện cho bàn giao là hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Sáng qua, đồng chí Nguyễn Hồng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên đã có buổi tiếp và làm việc với lãnh đạo tập đoàn Power China. Tập đoàn Power China là doanh nghiệp nhà nước của Trung Quốc có nguồn vốn đầu tư gần 8 tỷ đô la Mỹ, lợi nhuận gần 300 triệu đô la Mỹ một năm. Hiện tại doanh nghiệp đang hoạt động tại 16 quốc gia với gần 20 dự án lớn được triển khai ở châu Á, châu Âu, châu Úc. Tại buổi làm việc, đại diện tập đoàn cho biết doanh nghiệp mong muốn được tỉnh Hưng Yên tạo điều kiện để đầu tư vào lĩnh vực năng lượng tái tạo, hạ tầng giao thông. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên Nguyễn Hồng Nam hoan nghênh tập đoàn Power China đến tìm hiểu cơ hội đầu tư và giới thiệu khái quát về vị trí địa lý, tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, đồng thời cam kết sẽ tạo mọi điều kiện để tập đoàn đầu tư vào tỉnh Hưng Yên theo đúng quy định của pháp luật. Sáng nay, Đảng ủy Công an tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Đại tá Nguyễn Thanh Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị. Trong nửa nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Công an tỉnh đã lãnh đạo chỉ đạo triển khai quyết liệt các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, không để xảy ra đột xuất bất ngờ và các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự trên địa bàn, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của đất nước của tỉnh. Trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng được đảm bảo, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí. Thực hiện hiệu quả đề án bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã, bước đầu thực hiện có hiệu quả đề án 06 dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, sản xuất cấp và quản lý căn cước công dân. Kết luận hội nghị, Đại tá Nguyễn Thanh Trường yêu cầu thời gian tới, cấp ủy các cấp trong lực lượng công an tỉnh tăng cường nắm tình hình, kịp thời phối hợp tham mưu cấp ủy Đảng chính quyền các cấp chỉ đạo giải quyết những vấn đề mới phức tạp liên quan đến an ninh trật tự trên địa bàn, tiếp tục triển khai các phương án, kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự, đấu tranh phòng chống tội phạm, kịp thời giải quyết những vấn đề về trật tự xã hội. Thành ủy Hưng Yên cũng vừa tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ. Đồng chí Phạm Huy Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy dự và chỉ đạo hội nghị. Sau nửa nhiệm kỳ, Đảng bộ và nhân dân thành phố Hưng Yên thực hiện đạt và vượt 7 trên 13 chỉ tiêu, 6 chỉ tiêu còn lại đạt trên 83%. Xây dựng thành công 10 trên 10 xã nông thôn mới nâng cao, một xã nông thôn mới kiểu mẫu, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân tăng 11,5% trên năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,81%, giá trị bình quân trên 1 hectare canh tác đạt trên 250 triệu đồng một năm, kết nạp được 180 đảng viên mới, thành lập 5 tổ chức đảng trong đơn vị kinh tế tư nhân. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Phạm Huy Bình yêu cầu từ nay đến hết nhiệm kỳ cấp ủy các cấp của thành phố cần tập trung quyết liệt triển khai thực hiện những giải pháp để khơi dậy và phát huy tối đa mọi nguồn lực, nhất là nội lực và những tiềm năng lợi thế của thành phố, tạo động lực thực hiện thành công mục tiêu xây dựng thành phố Hưng Yên trở thành đô thị loại 2 vào năm 2025. Dự hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ do huyện ủy Kim Động tổ chức sáng nay có đồng chí Nguyễn Lê Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh. Nửa nhiệm kỳ qua, cấp ủy các cấp tại huyện Kim Động tập trung lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện có trọng tâm, trọng điểm 6 chương trình, 7 đề án và 36 kế hoạch cụ thể hóa nghị quyết đại hội đảng các cấp. Toàn đảng bộ kết nạp 274 đảng viên mới, thành lập 5 chi bộ trực thuộc đảng ủy các xã, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 9,9% trên năm. Cơ sở hạ tầng công nghiệp, giao thông từng bước được nâng cao, môi trường đầu tư được cải thiện, công tác xây dựng nông thôn mới đạt tiến độ đề ra với 10 trên 16 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, mục tiêu của huyện Kim Động đề ra có trung bình 30% các chỉ tiêu đã hoàn thành, 50% đang tiếp tục triển khai đảm bảo theo tiến độ đề ra. Thời gian tới, Đảng bộ huyện Kim Động tập trung cao độ việc thực hiện các nghị quyết, chương trình, đề án đã đề ra, tập trung lãnh đạo chỉ đạo cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng phát triển, kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, thu hút đầu tư phát triển công nghiệp dịch vụ, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, tập trung triển khai thực hiện các dự án công nghiệp đô thị dịch vụ và làm tốt công tác tuyên truyền vận động giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư trọng điểm trên địa bàn huyện. Nhằm phục vụ công tác giải phóng mặt bằng hai dự án giao thông có vốn đầu tư lớn trên địa bàn, huyện Tiên Lữ đang triển khai 3 dự án tái định cư với nguồn vốn xây dựng là 245 tỷ đồng.
Theo đó, 3 dự án có tổng số 487 suất đất tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng cho 2 công trình đường giao thông gồm đường tránh quốc lộ 38B và đường Tân Phúc - Võng Phan trên địa bàn huyện Tiên Lữ. Đối với đường tránh quốc lộ 38 có 2 dự án tái định cư, dự án thứ nhất tái định cư cho nhân dân 2 xã Thủ Sĩ và Thiện Viễn, vị trí gần bưu điện Ba Hàng xã Thủ Sĩ, dự án thứ hai xây dựng khu tái định cư cho xã Cương Chính. Đối với dự án đường Tân Phúc - Võng Phan sẽ xây dựng khu tái định cư cho nhân dân xã Minh Phượng. Hai khu tái định cư này đều được triển khai cạnh đường TH80. Hiện 3 dự án này đang chờ các thủ tục hoàn thiện hồ sơ thiết kế chi tiết. Theo kế hoạch, các khu tái định cư sẽ phải hoàn thành trong 3 tháng tới để sớm bàn giao cho nhân dân làm nhà ở. Để đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án khu công nghiệp Yên Mỹ giai đoạn 2 mở rộng, chủ đầu tư dự án đã phối hợp với chính quyền địa phương hoàn thiện các thủ tục thu hồi đất và thực hiện công tác giải phóng mặt bằng. Khu công nghiệp Yên Mỹ 2 có diện tích trên 310 ha, được thực hiện làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng và xây dựng hạ tầng khu công nghiệp trên 97 ha và hiện đang triển khai thực hiện giai đoạn 2 mở rộng với diện tích gần 220 ha do công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển hạ tầng khu công nghiệp Hòa Phát Hưng Yên làm chủ đầu tư. Thời điểm hiện tại, đơn vị đang phối hợp với chính quyền địa phương hoàn thiện các thủ tục thu hồi đất và thực hiện công tác giải phóng mặt bằng. Chủ đầu tư đã ứng tiền giải phóng mặt bằng cho gần 1.000 hộ gia đình ở xã Trung Hưng, Tân Lập, Trung Hòa với diện tích gần 110 ha. Diện tích còn lại, các địa phương đang tiếp tục tuyên truyền để nhân dân hiểu và đồng thuận chủ trương nhường đất cho dự án. Nước sạch là nhu cầu thiết yếu của người dân. Tuy nhiên, thời gian gần đây tại một số khu dân cư trên địa bàn tỉnh Hưng Yên thường xuyên xảy ra tình trạng mất nước sinh hoạt do sự cố vỡ hoặc là hư hỏng đường ống nước. Vấn đề đặt ra là đang có sự đùn đẩy, né tránh trách nhiệm giữa doanh nghiệp, người dân cũng như chính quyền địa phương khi xảy ra sự cố. Cách đây không lâu, chỉ vì một mố nối đường ống bị nứt vỡ, trong khi cả người dân và doanh nghiệp đều không chịu trách nhiệm sửa chữa, xử lý, khiến cho hơn 1.000 hộ dân thôn Dưỡng Phú, xã Chính Nghĩa, huyện Kim Động phải chịu cảnh mất nước hơn một tuần. Những sự việc nhùng nhằng như thế này xảy ra không phải một lần mà nhiều lần, không chỉ tại một địa phương mà còn xảy ra ở không ít địa phương khác như tại xã Xuân Trúc, huyện Ân Thi, xã Mai Động, huyện Kim Động, xã Tạ Trạch, huyện Khoái Châu hay tại phường Phùng Chí Kiên, thị xã Mỹ Hào. Toàn dân ở cả cái xóm này rất là bức xúc bởi vì bây giờ đường ống ở đâu hỏng ấy, dân phải đóng vào mà người dân chúng tôi chỉ mua nước từ sau đồng hồ. Tỉnh Hưng Yên hiện có 42 nhà máy cấp nước và một mạng lưới đường ống hoàn chỉnh có thể cung cấp nước sạch cho 161 xã phường thị trấn. Mặc dù đã được lắp đặt ổn định, song tình trạng vỡ, hỏng đường ống xảy ra thường xuyên do các nguyên nhân bên ngoài tác động như thi công đường, đốt rác, ba quyệt. Vấn đề là khi xảy ra sự cố, sự phối hợp giữa địa phương, doanh nghiệp, người dân trong sửa chữa khắc phục còn có sự đùn đẩy, né tránh trách nhiệm. Các bên đều tỏ ra rất bức xúc trong khi thiệt hại, bất tiện không loại trừ bên nào. Xử lý những sự cố là doanh nghiệp cũng còn chưa đáp ứng được nhu cầu của nhân dân. Họ sẽ cắt từ cái chỗ sự cố đến những cái đồng hồ công tơ ở sau, người dân là phải đóng tiền vào thì mới cấp nước lại. Đây là một cái vấn đề rất bức xúc đối với người dân. Thời gian qua thì một số những cái tuyến đường nông thôn đang được nâng cấp, sửa chữa và cải tạo, ảnh hưởng nghiêm trọng tới những cái hệ thống đường ống dẫn nước mà đã được xây dựng trước đó. Trung bình một năm các sự cố xảy ra nó hàng trăm sự cố, gây thiệt hại hàng tỷ đồng cho doanh nghiệp. Có những sự cố diễn ra hàng rất nhiều lần, doanh nghiệp rất là bức xúc. Nghị định số 117 năm 2007 của Chính phủ quy định đơn vị cấp nước có nghĩa vụ tuân thủ các quy trình quy phạm vận hành hệ thống cấp nước. Tuy nhiên, trong quy định cũng nêu rõ, trong một số trường hợp, việc hư hỏng đường ống do chính khách hàng sử dụng nước hoặc bên thứ ba gây ra phải chịu trách nhiệm cụ thể. Tại Nghị định 117 năm 2007 của Chính phủ quy định đơn vị cấp nước có quyền được yêu cầu bồi thường đối với khách hàng của mình. Mức xử phạt thì tùy theo cái tính chất và mức độ của hành vi, từ 1 triệu đến 5 triệu đồng. Nặng hơn nữa nếu như cái hành vi mà hủy hoại tài sản đường là đường ống nước và các cái vật tư ngành nước đó, nếu như đủ cái yếu tố cấu thành tội hủy hoại tài sản thì có thể là phải bị truy cứu trách nhiệm hình sự đến cái mức là cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc là bị phạt tù từ 6 tháng đến 2 năm theo quy định của pháp luật. Có thể thấy việc bảo vệ hệ thống cấp nước là trách nhiệm chung không chỉ của đơn vị cung cấp, khách hàng sử dụng nước mà cả chính quyền địa phương. Vì vậy, mỗi chủ thể cần nâng cao vai trò của mình, không đùn đẩy, né tránh trách nhiệm để đảm bảo sự hài hòa lợi ích của doanh nghiệp, nhu cầu thiết yếu của người dân cũng như ổn định tình hình tại địa phương.